trang là chúc đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhá. Công ty Tử Anh đến nay là tiếp tục được thực hiện niềm vui của mình trong ngày mùng 2 tháng 1 năm 2018 này. Đó là được tiếp những thiết bị âm thanh đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Thiết bị thứ nhất là một cục đẩy Mango có tên là M750E, mang thương hiệu của Mỹ và được sản xuất trực tiếp trên đất nước Trung Quốc. Và thiết bị thứ hai đó là DDK X6 Bát 30 chiếc đệm tan và đôi loa này, anh Nguyễn bán rất nhiều trên thị trường và được rất nhiều bác phản hồi về là cực tốt, tiếng trống uy lực, tiếng chiếc sáng, giọng các chiếc nhẹ tan và giọng ca thanh thoát. Thì đây là những thiết bị đang hot nhất trên thị trường Việt Nam và được cung cấp bởi công ty điện tử Anh Nguyễn và công ty Aro Anh Nguyễn. Và trước khi gửi đi xa, giám đốc Anh Nguyễn sẽ kết thật kỹ cho em Phạm Văn Dũng, có địa chỉ tổ 36 khu phố 7, xã Long Bình, huyện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Em lấy một đôi loa DK Bát 30, một cục đẩy Mango M750E. Em Dũng là một trong những em rất đam mê ca hát và yêu âm nhạc, và em Dũng đã ra trực tiếp công ty điện tử Anh Nguyễn, đã lấy một chiếc vang số và một chiếc mic BFAU G8. Bây giờ em tiếp tục hoàn thiện bộ hát của mình để trở thành một bộ hát hoàn thiện nhất, đẳng cấp nhất và huyền thoại nhất. Thì đây là những thiết bị đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Cục đẩy này Mango M750E có thể chơi được một đôi bát 30 hoặc hai đôi bát 30 hoặc một đôi bát 30 vào đôi là BMB 455. Công suất của đôi la BMB là 900W trên một đôi, và công suất của đôi bát 30 có thể lên đến 1200W hoặc là 600W. Thì cục đẩy này có thể đánh dư tải thoải mái, nâng cấp thiết bị âm thanh gia đình của nhà mình rất đẹp, xuất sắc, không tí vết. Một cục đẩy còn dư nguyên bản, chất âm cực kỳ trong sáng và thanh thoát. Đây chính là cục đẩy Mango, và đây chính là đôi loa DK, data king DK, công suất tối thiểu là 330W, công suất tối đa là 660W, hỗ trợ hai đường jack lưu xích, rất là đẹp. Đôi loa này có màu vỏ màu cà phê, thể hiện sự rất nhã nhặn, trang hòa, phù hợp với không gian của ngôi nhà đẹp, cũng như bề ngoài đó là một lưới e căng màu vàng gôn, tạo nên sự sang trọng, quý phái cho một căn phòng khách. Không những hay về chất âm mà còn đẹp về hình thức. Năm nay là năm Mậu Tuất, sẽ có nhiều điều may mắn đến tất cả gia đình của bác. Theo thuyết ngũ hành và theo thuyết âm dương thì con Tuất tức là con chó làm con trung thành nhất. Có thể mình nghèo mấy nhưng không mà bỏ chủ khó mấy, không rời xa. Năm nay có nhiều điều may mắn đến với gia đình các bác, anh chị và các bạn trên mọi nẻo đường của Tổ quốc Việt Nam cũng như thế giới. Những thiết bị âm thanh sẽ làm cho con người ta gần gũi nhau hơn, thân thiện nhau hơn, thông qua những bản nhạc, thông qua những ý thơ cực chất, có thể rất chất luôn. Bây giờ anh Nguyễn đã thử từng kênh một của cục đẩy Mango M750E. Kênh thứ nhất là kênh 1. Thank you.
thúc đẩy hoàn toàn tốt. Và anh sẽ tặng cho em Dũng một bộ cắp, bộ cắp chuyển đổi giữa cá lông về AV để em kiểm tra từng kênh một. Đấy, từng kênh một này. Tặng em một cặp và một cặp dây loa. Thay mặt công ty xin cảm ơn em và chúc em và gia đình em luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong năm 2018 này.